Rồi, xin chào các bạn. Đây, đang ráp con diều 4m2 này nè. 4m2 sẽ chơi sáo chuông. Kết hợp chuông mới nha. Độc nhất vô nhị. Bây giờ mình đưa cái bộ chuông cho các bạn xem, không có bộ chuông nào ở trên thế giới Việt Nam mình có bộ chuông thứ hai luôn ạ. Xin khẳng định như thế. Các nghệ nhân nếu mà nhìn cái bộ chuông này cũng lắc đầu, chịu chết luôn. Đố buộc các bạn mà kiếm được bộ chuông thứ hai. Các bạn để bộ chuông thứ hai, nếu mà có thì mình cho các bạn cũ. Ghê là chơi lớn à. Ơi, ơi, bộ chuông của giáo sư Hùng đây. Không có một bộ thứ hai ở trên đất nước Việt Nam này nha các bạn nha. 2, 4, 6, 8, 10, 11 quả. 11 quả chuông. Đấy. À, cái là hỏi lên cái tụi chúng chửi ông sập. Không có con nào bộ sáo thứ hai luôn. Nếu có bộ thứ hai là các bạn có thì các bạn bình luận lên mình cho các bạn cũ. Hai chị lớn. Có sư Hùng. Con này là bộ này là 4m2 nhá. Bộ này là thập cẩm nha. Thập cẩm. Cẩm. Đó. Bộ này lên là nghe khét đẹp luôn á. Và là chơi và kiếp đỏ đen đó, cái đỏ hay cái đen đó mình là tức là nó ra âm gì nó ra đó. Nha. Đúng không anh Châu? Các bạn nhìn riêng cái nước riêng cái nước sơn không là đã thấy vip vào này, thấy chưa? Sơn đen này, thấy chưa? Còn sơn này sơn vẽ vân này, đúng không? Đó. Riêng cái nước thấy, tấm luôn, thay bộ rồi không cần đi bộ à mà. Chúng nước sơn này này. Nói chung là lên là muốn ông chị gấp đó. Vẫn còn chín tay luôn. Không cần phải nhiều sáo như mà. Đây, thun này. Cột này thấy chưa? Thun này. Không cột thứ hai đâu. Gió dưới thì yếu à. Trên nó không có mấy. Bộ này thì quá thôi, chăn cũ rồi. Rồi, đuôi của nó đây nha. Bộ Tân không đi hả Tân? Nay không đi Vũng Tàu à? Dạ. Nay không đi Vũng Tàu à? Tàu làm cái gì? Chưa. Đi Vũng Tàu. Đi gì? Cái gì đó đi Vũng Tàu. Đại gia, đại... đại diều mà lại không có bảo không có diều thôi. Rồi Hùng ơi, Hùng giới thiệu sơ cho mọi người biết bộ chuông của mình đi Hùng. Thôi em cũng chả biết nói gì, thì nói chung là bộ chuông này thì là chuông hơi họ Tàu. Họ Tàu đúng không? Hơi lao tí. À. Tàu lao. Đó. Thằng hàng thứ dự mà. Cho nên cũng chả biết giới thiệu gì. Ừ. Rồi. Xong. Chuông mấy quả? 11 quả. Rồi chuẩn bị cho thêm một em Chiều chế hả? Chiều làm hả? Pilot á. Pilot mà con này bay hình như mấy lần rồi mà. Bay màu đen á. À, màu đen bay rồi mà. Tức là nó bị lỗi cho người điển một bên sửa. 9, 18 nhỉ? À đúng rồi, cách nó không có nó... hai học giữa 10 mà hai học bên hông học 7 học 8. Bây giờ kéo ra Phụng ơi. Quấn dây lại. Quấn dây lại. Bây giờ nó giỏi chứ còn mua thì nó thấy con này bay mấy lần rồi mà. Lên. Đó. Lên tuyệt vời. Hả? Ơi, đang công đoạn cột này như nó hơi nghiêng về trước không Hùng? Dạ. Chưa chỉnh để cột chứ ta. Cho lui đằng sau tí thôi, sao nó hơi nghiêng về trước á. Thôi, kéo lên. Thấy ngồi kiểu này thấy là biết rồi. Ngồi thật là thảnh thơi. 300 chưa? Gần 400 rồi mà nó còn... À, gió đang bị cất các bạn ạ. Nâng cất lên dây nó hơi vòng. Nó thật đúng trời. Nó hơi 400 rồi đấy. Đây, nó... Nó kéo xuống.
mà. Chồng già lên lên đường. Rồi chuẩn bị lên con này nhá. Con này tự may ha. Phía ốt tự may. Đang gió đẹp rồi đó. Cho lên đi. Tao phết đấy. Lên. Lên. Á bây giờ tháo neo ra bây giờ nó nỉu qua bên trái. Ờ, không lẽ cột bên kia thì nó lại nỉu qua bên giờ mấy hai bên nó cưng được. Rồi, đang cột chữ A nữa. Rồi gắn thêm đuôi vào nữa nha. Rồi, đang ráp đuôi vào nha. Rồi, đang dính chưa? Hai con đang dính. Là nó đang đăng ký mà nói với hai cái hai chồng nữa. Ai? Thông. Mẹ rồi. Đó thả hết dây rồi, sao phủ? Ừ. Ôi, con này nó xuống dây điện rồi kìa. Rồi. Cái quay tao quỷ đó cũng nó làm may hay sao hai con đều là nó may hết á. Không có thể cầm. Có con vàng đúng không hả? Con vàng của nó luôn á. Con vàng của nó may. Các bạn thấy nó đang kéo đuổi người luôn á. Các bạn thấy cho tôi lớn tôi cầm cái nguồn luôn, không ai cầm hộ luôn hết. Có phải vô cái lèo không? Ông vô cái lọc. Tạo ghê không điều hả? Ờ cho mình tự cắt mình tự quay thôi. Thử sức kéo nhiều con cái chỉnh hết nổi. 4m04 nha. Nếu như đập không đều là thua rồi. Đâu có không, cắt cắt thì nó đều á nhưng mà đem đi thằng khác may. Giống hàng xóm nó may quần áo á, đưa nó may. Nhỏ lại. Bây giờ kia phải gọt ra lại. Xả ra cái này 75 nè. 3m rồi. 3m nhưng mà cắt thì cái khổ 1m rưỡi cắt làm đôi. Cắt xới nào cái biên nữa nó hụt cái hụt cái biên. Bây giờ nó có nỉa nỉa bên này đây. À hồi nãy tính treo cái dù qua bên này cho nó. Ừ đó, giờ nỉa qua bên trái thôi, giờ treo bên phải, bây giờ treo lên nặng quá. Chắc phải làm cái nhỏ xíu nữa. Vừa thôi, nay gió. Hả? Nó nỉa rồi, nỉa rồi. Rút lèo hốc lèo, rút cái là ông gì vậy? Nó có ông gì vậy? Nó đưa ông cũng chạy à. Cái vô cái này coi cho mình mai rồi. Cái này như hai lọc, hai học đó. Ờ anh nha. Tám hai học người. Khám dữ vậy ông thật. Nào đây bị nặng á. Lấy kéo để tích cho tôi thấy à. Phun đít luôn, phun đít luôn nó cũng vậy. Tao nó phun đít luôn rồi cũng vậy là mai lại. Xong rồi cái sườn của này đúng không? Mình mai cho hai con luôn. Không cần lạnh. Nào hai con từ trên từ hết cái từ luôn. Bây giờ nó cũng vậy. Cầm cho. Đi vậy. Bị sai đập. May vô nhập hàng nữa. Thôi, đó thứ người khác á. Đang kéo. Mới chơi mới tập chơi. Mới tập chơi. Ôi trời nặng. Ôi nó kéo đi đó. Sao nặng quá. Nặng. Thôi, con sáo 4m2 đang cột đuôi nha. Mẹ chuông đủ má, VIP nhất đủ má Việt Nam. À, anh có bộ thứ hai trình lên anh cho một củ. Chắc không? Bộ chuông. Chắc không? Quá VIP chắc. Rồi. Lúc nhỏ đéo chưa tiếp cận được. Đó. Khác với tôi nghĩ. Được chứ đúng không? Không. Được sao không? Này. Ở bãi này thích ăn thì nhậu không thích đi về mà có đó. Rồi, chị mày. 2-3 lên. Kêu hay không chưa? Nghe bộ chuông đã không? Chuông thập cẩm nhá. Chuông thập cẩm mà kêu vậy là ok rồi các bạn ha.
cho lên đi. Rất dạ. Anh dạ lò cái chui lắm nè. Dạ. Đón xả anh vô nha. Cái này có dây chịu đâu. Không ai cho dây ngắn hả? Má này là vừa đi ỉa vừa thả diều nè. Lên lên. Quay cái coi vừa đi ỉa vừa thả diều à. Năm giờ gió 18 luôn mà. Báo 14 à. Rồi trên bầu trời chúng ta đang có rất mau được mấy con diều nha các bạn nhé. 2 giờ là lúc đó là 24. Tận cái túi của em một. Rồi anh em đây. Không chưa mua. Không mới đi ngang qua thôi à. Túi này hả? Con anh vừa. Ủa cái túi này đâu phải bữa, cái túi này bữa thấy đâu? Bữa mua. Con anh vừa túi này, mua túi này nè. Túi này nhìn mấy sao hả? Không biết. Má tụi chị dài lắm á. Dài 150 hả? Cũng bằng túi em. Mua chỗ anh Chí luôn hả? Rồi các bạn thấy hay các bạn cho mình một like, một chia sẻ, các bạn nhớ đăng ký kênh, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.